Bà lý xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt Nam đi về đâu. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi những phần phân tích và nhận định của Bệnh gia đại dương qua hai chủ đề hố giàu nghèo tại Việt Nam và yếu tố pháp lý khi Manila kiện Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, nằm hết Tết đến, rồng đi rắn lại trong bối cảnh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đàn tái hồi với lạm phát khiến cho giới nghèo khó chiếm đa số trong xã hội chưa biết lấy gì mà làm cho bữa cơm gia đình mang hương vị ngày xuân. Điều này hình như chẳng ảnh hưởng gì đến tầng lớp triệu phú. Nguyên nhân nào dẫn tới hố ngăn cách giàu nghèo ngày càng rộng tại Việt Nam sẽ được bình luận gia Đại Dương phân tích sau đây. Trước hết xin kính chào bình luận gia Đại Dương. Chào của Lý, kính chào quý vị. Vâng thưa ông, thì theo cái báo cáo của Ngân hàng Thế giới công bố hôm 24 tháng Giêng cho biết trong 20 năm qua, Tỷ lệ người nghèo khó tại Việt Nam, thưa quý vị, giảm từ 60% xuống còn 21%, tức 30 triệu người đã thoát khỏi cạnh đói nghèo. Nhưng thưa ông, cũng như thưa quý vị, chỉ có 53 dân tộc thiểu số, tuy chỉ phần 15% dân số toàn quốc, lại có tỷ lệ đói nghèo tới 50%. Ông nghĩ sao? Thứ nhất là Việt Nam họ vẫn muốn mình có một cái thành tích xóa đối giảm nghèo nổi bật cho nên... Họ không có chịu thay đổi cái tiêu chuẩn của quốc tế đã đưa ra. thí dụ như là năm 1993 thì cái tiêu chuẩn nghèo mà Liên hợp quốc quy định là một đô la một đối với là một người trong một ngày. thì bây giờ thì tất cả các nước, cả các cái nước mà có cái phát triển thấp hơn Việt Nam, họ vẫn áp dụng cái tiêu chuẩn 2,25 đô la ngày. thì như vậy chúng ta thấy gần như là Việt Nam chỉ có được chỉ chấp nhận một nửa. do đó cái nếu mà nói cái tỷ lệ nghèo như cô trình bày thì phải nhân gấp đôi lên thì nó mới mới đúng với cái thực tế của Việt Nam. thứ hai thì chúng ta thấy rằng cái việc đói nghèo ở tại Việt Nam không phải là do Việt Nam không phát triển nhưng mà do cái chỗ lập tình trạng bất bình đẳng. thí dụ như bây giờ người làm thật nhiều người lao động thì không đủ ăn nhưng mà ngược lại thì giới làm giàu nhờ sức người lao động nông thôn cũng như thành thị thì lại quá giàu quá phung phí quá hoang quá hoang phí họ có thể sắm sửa bất cứ thứ gì trên thế gian này có cái gì thì triệu phú Việt Nam vẫn có thể sắm sửa vẫn có cả để để thấy rằng do cái tình trạng bất bình đẳng đó là quan trọng nhất trong cái xã hội Việt Nam hiện nay cho nên cái sự hố giàu nghèo đó không thể nói rằng đã phát triển hay không phát triển hay là áp dụng tiêu chuẩn nào nhưng quan trọng nhất là do cái tình trạng bất bình đẳng ở trong xã hội Việt Nam thưa cô. Vâng thưa ông thì kinh tế gia Valerie Cozen đã góp nhiều công sức cho cái báo cáo trên à, và nói rằng à, tăng trưởng giúp giảm nghèo à, nên Việt Nam cần đầu tư nhiều cho nông thôn, à, thúc đẩy năng suất lao động nông nghiệp, à, hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. À, theo ông thì cái trợ lực nào đã làm cho nhà cầm quyền Việt Nam sẽ không áp dụng lời khuyên? Chúng ta thấy rằng không phải lần đầu tiên mà Việt, Việt Nam nghe nhưng mà không làm. Họ họ có thể nói là đi khắp thế giới để mà để mà là à, tầm sư học đạo nhưng mà dạy cái gì thì thì có biết nhưng mà làm thì không chịu làm. Đó là tình trạng nó sẽ dẫn thì đây cũng tương tự như vậy. Thí dụ như người ta kêu bởi vì Việt Nam bây giờ gì? Họ muốn chú trọng đến cái công nghiệp hóa. Do đó cho nên họ dồn tất cả cái nguồn lực tài chánh vào cho một ngàn cái doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp lớn của nhà nước đã gây nên một cái nợ tức là 65 tỷ Mỹ Kim bây giờ hiện nay tức là gần một nửa hay là suýt soát một nửa của GDP Việt Nam thì chúng ta thấy là cái nợ khủng khiếp như vậy lẽ ra thí dụ như cái kinh nghiệm ở Đại Hàn hoặc Nhật Bản rằng chính những cái tập đoàn đó là những tập đoàn đã làm phát triển và đã làm lợi cho đất nước chứ không bao giờ làm hại nhưng mà tại Việt Nam bởi vì họ không có thực hiện đúng những cái điều gọi là người ta đã cố vấn hoặc là chính những cái kinh nghiệm của ngang nước khác mà chị áp dụng để làm sao theo ý của họ. Vì thế cho nên có tình trạng đó. Cũng như là cái Bộ Lao động Việt Nam vừa qua thì đã nói rằng Việt Nam đã mất 200.000 hectare đất canh tác làm cho hai triệu rưỡi người lao động nông thôn thất nghiệp. Nhưng mà bây giờ coi lại Việt Nam một năm thu nhập được Việt Nam là đứng hàng thứ nhì về xuất cảng gạo kiếm mỗi năm được 3 tỷ rưỡi Mỹ Kim nhưng mà cái người nông dân á, thì họ chỉ làm còn dưới 400.000 đồng một ngày tức là dưới cái ngưỡng cửa mà của của, của 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 Liên Hợp Quốc nói là cái ngưỡng cửa nghèo là 400 nhưng mà họ làm còn dưới đó nữa thì chúng ta thấy đó là cái sự bất bình đẳng thưa con Vâng thưa ông, thưa quý vị, Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt công trình văn hóa giai đoạn 2012-2020 được thay ngén từ năm 2008 với trị giá là 11 tỷ đồng, tương đương 500 triệu Mỹ Kim để xây mới hoặc nâng cấp nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm nghệ thuật. Vâng thưa quý vị, à, thưa ông, và điều này đã gây ra các làn sóng um, tranh luận giữa ủng hộ và phản đối. Ông thấy sao? Thứ nhất chúng ta thấy là cái phe ủng hộ làm cái gì đã nói là bây giờ chuyện đầu tư văn hóa thì không có hề tốn kém bởi vì việc đó là cái việc cần phải làm thôi. Và nếu bây giờ không làm thì lúc nào mới làm bởi vì họ đã nghiên cứu cái này nó từ năm 2008 tới bây giờ mà vẫn chưa làm được. Nhưng mà theo tôi á, thì họ không nghĩ vấn đề này tức là tất cả mọi đầu tư đều uh, không tốn kém nếu trường hợp cái đầu tư đó nó có lợi còn nếu đầu tư không có lợi thì hóa ra tốn kém là cái chuyện đương nhiên và ở Việt Nam thì chuyện đầu tư không ra lợi là cái chuyện bình thường ở tại Việt Nam còn cái phe chống đối người ta nói rằng người ta nêu hai lý do tại sao họ chống thứ nhất là họ nói là lãng phí những công trình mà xây dựng từ trước giờ đó thì bây giờ không có dùng đúng 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 cái mục tiêu của nó mục đích của nó hoặc là uh, bỏ trống đi không làm gì hết hoặc là không có người xem họ lấy thí dụ như cái bảo tàng Hà Nội tốn mất đi 2 000 tỷ đồng để mà xây nhưng mà không có cái gì để, để trưng bày trong đó nó trống trơn rồi cũng không có ai đến xem nữa vì không có gì đâu người ta đâu có coi du khách người ta cũng thoáng qua cái người ta không có coi Chứ nếu cô thấy những cái à, bảo tàng ở Mỹ coi người ta đến người ta coi rất là lâu xăm soi để còn kia người ta đi lướt qua có gì để xem đâu thấy cái kệ nào cũng trống trơn đó. thành tựu đó là một cái chuyện lãng phí hết sức lớn cũng như là cái nhà hát chèo rất là hoành tráng nó rất là to lớn nhưng mà cuối cùng thì chỉ lo để tổ chức đám cưới thôi mà đặc biệt một cái là những cái đoàn hát những nơi khác về thì không có chỗ chuyện. tại vì họ đang tổ chức đám cưới tổ chức đám cưới họ lấy nhiều tiền hơn là cho cái hát chèo vô hát và như vậy tức là nó vừa đi sai mục đích vừa là thất thoát bởi vì nếu tổ chức thì ai có thể nói được là cái tổ chức đã bao nhiêu tiền lấy bao nhiêu tiền và đưa cho ai thì tất cả những cái đó nó nằm trong vấn đề đó cũng như cái rạp chiếu phim hiện nay thì so ở việt nam hiện nay nó có nhiều cái đạp chiếu phim của tư nhân hoặc là của ngoại quốc đầu tư thì ngoại quốc đầu tư họ theo cái mô hình của bên này tức là một cái rạp chiếu phim nó có nhiều phim nhiều phim này ai muốn coi phim nào vô coi thì hóa ra nó đã thu hết thuốc khách và như vậy tức là những cái rạp chiếu phim bây giờ họ định cái số có rồi không có khách thì bây giờ xây ra để làm gì khách ở đâu bây giờ mà như vậy nếu họ đã định xây như vậy thì thế nào họ cũng đóng cửa những cái tư nhân hoặc là đóng cửa những cái đập chiếu bóng mà người ngoại quốc đang đầu tư thì đó là một vấn đề không phải là văn hóa nữa mà vấn đề là phi văn hóa thưa cô vâng thưa ông thưa quý vị chỉ số các biệt giàu nghèo Gini Coefficient tại Việt Nam vào năm 1993 ở mức 0,34 so với 0,43 của năm 2010, tức nằm trong mức báo động về khoảng cách thu nhập trong một quốc gia. Người lao động không về quê ăn Tết vì muốn kiếm thêm tí tiền lẻ tại các thành phố. Trong khi đó, nhà giàu Việt Nam ăn chơi làm giới tỷ phú thế giới phải khiếp vía. Vâng thưa ông thì dựa trên những điều trên thì cái điều này ảnh hưởng như thế nào đến tình trạng giàu nghèo trong xã hội? Cái hố giàu nghèo trong xã hội đó mình cũng vừa mới nói qua là nó không phải là do cái tính chất phát triển hay là cái trình độ phát triển của đất nước mà do cái sự uh, uh, cái phân biệt cái phân biệt giai cấp giàu nghèo cái phân biệt giai cấp ở trong xã hội thí dụ bây giờ đảng Cộng sản họ coi đó là một cái lực lượng ưu tú nhất tất cả cái gì cũng nằm trong họ và họ quyết định hết tất cả nhưng mà cái việc đó đã tự nhiên tạo ra một cái mô hình bất bình đẳng cô thấy không? thí dụ bây giờ anh không phải là đảng viên thì anh không thể nào gọi là người ưu tú được và anh không người ưu tú thì tôi không thu nhận không làm thì tất cả những cái vấn đề nó ở cái chỗ là đảng cộng sản họ tự nhận họ là ưu tú nhất dân tộc và không có thành phần nào bên ngoài đó là ưu tú hơn họ cho nên dẫn đến cái tình trạng là họ chỉ độc quyền làm hết họ dành làm hết tất cả mọi phương diện từ kinh tế văn hóa cho tới chính trị thì họ làm hết bởi thế cho nên những người mà có tài thực tài chẳng hạn không được dùng thì như vậy đó là cái cái lỗi mà làm cho đất nước không phát triển thành cái hố giàu nghèo nó cứ càng ngày càng mở rộng bởi vì cái đảng cộng sản thì nó chỉ có một nhóm người từ khoảng ba triệu người trong khi dân tộc thì có trên tám mươi triệu như vậy thì chỉ có cái nhóm người đó họ thu gọn hết họ thu hết tất cả mọi cái tài nguyên vào trong tay họ và cái nhóm còn lại là hơn tám mươi triệu người thì chia nhau cái số còn lại đó thì cô tính thì không làm sao mà có thể khép được cái hố giàu nghèo của của hai tầng lớp mà nếu chúng ta gọi chính xác gọi là tầng lớp bị trị và tầng lớp cai trị. Bây giờ cái mô hình mà tăng tiến trong xã hội hiện nay ở tại Việt Nam thì nó không dựa vào cái tài năng, nó không dựa vào sáng kiến mà nó chỉ dựa vào một cái khẩu hiệu mà họ đã tóm lược là nhất khẩu duệ tức là phải là con ông cháu cha thì mới có nghĩa là nắm một cái chức vụ quan trọng ở trong xã hội rồi nhì là quan hệ tức là tôi phải quen biết tôi không có phải là con liệt sĩ không phải là con của cán bộ cao cấp nhưng mà tôi quen với ông đó thứ ba là tiền tệ kỳ trước chúng ta có nói vấn đề là bảo muốn chạy một cái chức công trong cái ghế công chức thì phải tốn trên 100 triệu đồng chẳng hạn thì bây giờ người ta đang điều tra mà cũng chưa chưa có mãi mà cái chuyện đó mà xảy ra mấy tháng mà người ta điều tra không ra thì tại vì họ có điều tra đâu mà ra họ điều nhưng mà không tra nên cuối cùng họ không làm gì được hết. rồi bây giờ thứ tư là bốn trí tuệ người, ai người ngày nay người ta gọi là gì kỷ nguyên trí tuệ lấy trí tuệ làm đầu thì việt nam lại nó trí tuệ đến hàng chót thì như vậy làm sao phát triển được mà không phát triển tức là cái tình trạng mà à, gọi là cái hố ngăn cách đó cái ngày nó cứ càng rộng lên thưa cô vâng xin cảm ơn ông Kính thưa quý vị, vừa rồi là những phân tích của Bệnh gia Đại Dương về nguyên nhân dẫn tới hố ngăn cách giàu nghèo ngày càng trọng tại Việt Nam. Chúng tôi xin kính mời quý vị đón xem yếu tố pháp lý khi Manila kiện Bắc Kinh trong phần 2 của chương trình sau so phần thông tin thương mại.